Hello anh em nhá. Hôm nay trời mưa anh em ạ. Nhưng mà có một cái thuê bao, một thuê bao và mất quang. Và sẽ dẫn anh em đi xử lý cái thuê bao mất quang này. Cái tủ thuê bao này vừa hôm trước thì mình cũng vừa xử lý một cái thuê bao quật kém ở đấy và đang nghi ngờ là nó bị lỗi cái FC ở trong tủ. Bởi vì nhiều nhà khách hàng khi mà mình làm tủ, mình có kiểm tra nhà này nhà kia ấy, thì vô tình mình có chạm vào một chút thôi, nhưng mà nó cũng sẽ bị một thời gian sau nó cũng sẽ bị gãy ở trong cái đầu phát FC. Và check lại cái tín hiệu của nhà khách hàng xem nó có lại chưa. Vẫn mất anh em ạ. Nếu mà theo cái tính toán thì rất có thể là nó sẽ bị cái lỗi FC ở ngoài tủ hộp cáp. Và bước đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra ngoài tủ cáp này xem nó có bị vấn đề gì không. Bởi vì hôm vừa rồi là cũng xử lý cái quạt kém ở trên này. Wi-Fi anh em ạ. Chiếc mài không thấy. Không thấy cái túi đỏ đâu rồi nhỉ. Không biết vứt mẹ cái tủ này. Chết rồi anh em ạ, mất túi đồ rồi. Đi cày quên trâu rồi anh em ạ. Nhiều thứ như kiểu kìm cắt này, kìm cắt, dao cắt và kìm tuốt sợi quang. Mất cái đấy thì cái vấn đề rất là đầu đầu đấy. Thôi cứ kiểm tra trước mắt. Thường TD mình sẽ cắm sang thử cái cổng khác xem anh em nhé, xong tí nữa mình mới kiểm tra lại. Hôm trước vừa xử lý cái nhà ngay gần nó này này, không được anh em, thôi toang mẹ này. Qua vứt cái
Không biết hôm qua là mình vứt cái túi đồ của mình ở đâu nữa. Chết rồi. Mất cái túi đồ thì chị ơi, chị có nhà không để em chị kiểm tra cái mạng chị. Nhà chị là chỗ nào nhỉ? Vâng, em đang chỗ gần cổng kho đây. Đầu tiên chỗ đường rẽ đi lên đây à chị? Ô tô đỏ đỏ. Ô tô ấy.